Đây là thời điểm học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19. Đáng lẽ các em phải ở nhà, hạn chế ra ngoài hay đến các nơi công cộng. Song ông kính phóng viên không khó bắt gặp những em nhỏ đi chơi cùng bố mẹ ông bà tại các khu di tích chùa chiền. Là các cháu đã được nghỉ học và tới trường hết tháng 2 này. Nên là nhà không ai trông, với lại cho cháu đi chơi ở đường là nó không được an toàn lắm. Nên là cho cháu đi lễ chùa để cầu bình an này. Cũng biết được cái thông tin năm nay là các đền chùa rồi các nơi tụ tập đông người đã hạn chế rất là nhiều. Nên là mình nghĩ là cũng ít người nên là mới cho các cháu đi. Chứ nếu mà đông như hàng năm thì chắc là không dám cho đi. Dù khá vắng nhưng không lúc nào các di tích, các điểm tâm linh không có khách. Tuy nhiên phải đến trên nửa số khách đến đây không đeo khẩu trang. Hơn thế, nhiều người còn rất chủ quan khi nghĩ dịch bệnh đang còn ở rất xa. Tôi không quen đeo khẩu trang. Ở nhà thường xuyên tôi cũng không đeo khẩu trang. Tôi rất ít đeo khẩu trang. Thì kể cả nói rất nhiều người bảo là mạng con virus và xâm nhập đến rất nhiều người bảo là cứ hoang mang vậy. Mà tôi cứ bình tĩnh, tôi chưa hái sợ. Vùng nào dịch thì mới sợ. Nói chung là còn chưa về đến đây, chưa dịch đến đây thì nói chung là mọi người thì cũng nghe vẫn bình thản, bình thường, vẫn nói chung là chị cũng chưa lo lắng lắm. Đến điểm này lúc nào cũng có người đi lễ đầu năm, nhiều người không đeo khẩu trang phòng chống dịch, thậm chí vô tư chụp ảnh cho con nhỏ. Dường như lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh chưa đến được với nhiều người. Thưa quý vị, thật sự là sự bình thản của nhiều người không phòng chống dịch cho bản thân và các em nhỏ tại những điểm tham quan, di tích đang trở thành mối lo ngại cho công tác phòng chống dịch hiện nay. Và điều này cũng cho thấy việc tuyên truyền phòng chống dịch cần được thực hiện thường xuyên hơn nữa, đặc biệt là những điểm tâm linh tập trung khá là đông khách hành hương đầu năm. Tại cụm di tích này, ngoài biển tuyên truyền phòng chống dịch được gắn cố định, hầu như không có hình thức tuyên truyền nào khác. Kể cả việc tuyên truyền người đi lễ đeo khẩu trang cũng không được thực hiện liên tục. Việc đeo khẩu trang bây giờ cũng nó cũng không cần thiết phải như những hôm đầu. Cho nên những vị khách đến trong cái thời gian hiện tại như ngày hôm nay thì cũng không cần thiết phải đeo khẩu trang. Cho nên là mọi người đến thì có thể là không đeo thì chúng tôi cũng không nhắc nhở. Nhưng những hôm đầu mùng 10 âm, 11 âm ấy, chúng tôi đều nhắc khách là phải đeo khẩu trang. Đi lễ nhưng mà người ta có trang bị hơn, nhưng mà có một số người thì người ta kiểu như là cảm thấy như là cái việc đấy không phải phòng tránh để bị lây lan công cộng ấy. Bên cạnh đó, nhiều người nghĩ rằng khi hành lễ phải bỏ khẩu trang thì mới thành kính, trong khi đây mới là điểm đông người, cần chủ động bảo vệ sức khỏe của mình nhất. Khi mình đi lễ vào đây rồi thì mình mà lại che mặt như vậy nữa thì còn nói chuyện gì là đi lễ nữa. Đi lễ mình cũng muốn đi lễ thì phải quang minh chính đại thì phải bỏ khăn chứ lại còn đeo mặt nữa thì như thế nào, làm một cái gì nén nút đấy thì mình không nên. Đã thế thì không đi chùa làm gì nữa cả. Trong khi hành lễ thì cũng có khách là cảm thấy là để khẩu trang thì nó không trang nghiêm, nên là khi hành lễ thì nhiều quý khách là cũng bỏ khẩu trang ra. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản yêu cầu người dân khi đến chùa bắt buộc phải đeo khẩu trang, có các biện pháp bảo vệ mình khỏi dịch COVID-19. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã khuyến cáo các Phật tử khi đến lễ chùa có thể đeo khẩu trang mà vẫn đảm bảo niềm tin, thể hiện sự tôn nghiêm tín ngưỡng. Đặc biệt, phòng chống dịch không phải chỉ 1-2 ngày mà cần thực hiện thường xuyên liên tục từ mỗi người dân và các cơ sở thờ tự.